Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru vào Biển Đông với sức gió cấp 9 cấp 10 giật cấp 13 và có xu hướng mạnh thêm, gây gió mạnh và mưa lớn ở Bắc và giữa Biển Đông. Ngoài ra khu vực Bắc Trung Bộ hiện đã có mưa lớn từ 100 đến 200 mm và còn tiếp tục mưa trong những ngày tới. Để chủ động ứng phó bão và mưa lớn kéo dài ở khu vực miền Trung, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, sẵn sàng triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các đảo và lòng bè. Trên đất liền, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, khẩn trương chặn chống gia cố nhà ở, các công trình công cộng, đảm bảo an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông, nhất là các vị trí sung yếu hoặc đang thi công, chủ động chỉ đạo thu hoạch lúa hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản đến thời kỳ thu hoạch, kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông suối đê điều hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lỡ đất để chủ động tổ chức di dời sơ tán người dân đến nơi an toàn